rồi. Đây ghé thăm Cương Thi đang live stream bán hàng hả em? Dạ không, em đang live stream chơi thôi. Tại vì hôm nay là cho anh qua đây rất có bất ngờ luôn. Sài Gòn Lê Ly qua đây hôm nay lúc nào cũng vậy. Bất là ngờ, là lúc nào có... qua cũng bất ngờ quá. Là qua bất ngờ là hôm nay em làm món mới nữa. Có nghĩa là Cương Thi hôm nay là làm món mới. Hôm nay là không ngờ là anh Thiện Sài Gòn Lê Ly qua đây để hỏi em có bán hay không. Mà thật sự là em nghĩ mấy ngày nay á, em bán ệ quá, em nghĩ mấy ngày nay. Vậy hả? Cho nên là em lỗ vốn, cho nên là em chuẩn bị em ra bán mới nè. Em mới đi siêu thị về luôn á. Là anh điện thoại là hỏi có đây không á. Mua hay gì vậy? Giỡn hoài nha. Là em đây là chế ra cái món gì nữa? Dạ hôm nay là em sẽ làm thêm, qua tháng em sẽ làm thêm món là soda các loại hương. Thì mọi người hãy đến thử để thử nghiệm coi là soda như thế nào. Tại vì thứ nhất là em đang làm soda, đúng rồi, thì không anh Thiện quay nha chị Hoa ơi. Đó là em đang làm cái món này để cho tiếp nối với bánh tráng nướng, khi mà khách tới đây khách có uống để vừa ăn được vừa được uống luôn. Đó cho nên là hôm nay là anh Thiện tới đây là rất là bất ngờ khi là em đang chuẩn bị làm luôn. Đây là lần đầu luôn, lần đầu tiên là em làm cho khán giả xem là cái soda này như thế nào luôn á. Đó bây giờ mọi người ơi, mọi người sẽ xem em làm như thế nào, rồi khi đó em làm cho anh Thiện một ly để anh Thiện uống thử. Và anh Thiện để anh là người đi trước luôn rồi đó. Là cái này là món gì, đặt tên là món gì? Món này là món soda Việt Quốc. Nhưng mà từ sắp tới em sẽ làm menu nó sẽ khác để cho nó đẹp hơn. Đó. Đây là em làm soda nha. Giống bartender quá vậy trời. Muốn em làm bartender luôn đi. Dạ. Muốn em làm gọi là bartender đó. Ngày xưa Cương Thi là bartender mà. Vậy hả? Dạ, đủ ngày xưa em qua cocktail á. Đủ hết trơn vậy. Vừa làm nhóm múa mà vừa hát hay nữa. Trời ơi. Đây khi em để cái lát chanh vô thì mọi người sẽ thấy nó như thế nào. Nó sẽ nhìn nó bắt mắt hơn khi mình uống như là soda. Đây là soda đó nha mọi người. Đây là bị ấp thì mọi người phải nói em không quảng cáo gì đâu nha. Tại vì em muốn làm cho mọi người nó sẽ ngon hơn. Chứ tự nhiên anh vô thấy hai cái chai bị ốp mình luôn. Anh tưởng nó bị ốp lòn tay cho em. Bị ốp đâu lòn tay cho em. Em mong là sắp tới mọi người cũng sẽ có nhận mấy cái quảng cáo giống như thế này. Đó, cái điện thoại cũng hư luôn đó. Vì họ chụp pate quá trời. Điện thoại muốn uống đó. Có rau nữa hả em? Dạ đây là húng lủi nha em nha. Đây là một ly soda. Cái này nếu mà uống cái ly này thì ăn cái món nào là nó hợp nhất? Nếu mà soda Việt Quốc thì mọi người ăn với lại bánh tráng mặn. Thì nó sẽ ngon hơn. Và khi ly này là ly đầu tiên thì em gửi tặng cho anh Thiện. Đây Sài Gòn Daily mình uống thử nó như thế nào nha. Trời ơi. Quay cái ly một cái bây giờ sẽ giống như là trong mấy cái quán mà anh hay uống mà gọi là cái gì ta? Chẳng hạn như The House Coffee. The Coffee House cái thứ gì đó. The Coffee House hay là Helen rồi đó. Mấy cái quán coffee shop đó hả? Dạ đúng rồi. Đó. Kìa ngon quá anh uống với. Đó, đây một ly là rất là ngon luôn mọi người. Đây là một cái ly Việt Quốc. Đây là ly soda Việt Quốc nha. Thì em còn có tính pha chế cái mùi gì khác nữa? Dạ có, nó sẽ có là cái Blue Ocean nữa. Blue Ocean là biển xanh. Đó bây giờ em thử nghiệm trước là Việt Quốc. Còn là Blue Ocean với lại Bing á thì em sẽ làm sao? Thì coi như là cái ly này uống với lại là bánh tráng Việt Quốc. Dạ đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là trong các loại hương như thế này á thì nó sẽ có là chanh dây, kiwi nữa. Thì thường thường mọi người sẽ chưa có bánh tráng nướng kiwi với lại chanh dây. Thì lần sau thì mọi người sẽ ăn được là bánh tráng nướng chanh dây và kiwi luôn. Ngon. Đó, thật sự nếu một ly như vậy thì em chưa có tính giá, tại em chưa có khởi điểm giá được. Hay em bỏ bánh ướp vô. Hồi xưa là anh uống là anh bỏ soda thôi. Đúng, bỏ soda này. Bỏ soda xong bỏ cái này vô, nhưng mà cái mùi của cái bể ướp này rất là ngon. Đúng, đây bể ướp kia ngon nữa. Và lần sau là em sẽ làm nè, em sẽ sử dụng cái bể ướp nó làm trên cái ly của mình nó sẽ ngon hơn. Khi mình uống á thì mình có cậu cái chẳng hạn như là cái syrup này nè. Đây là cái syrup
nó làm cho sinh tố với Việt Quốc, làm cái gì cũng được hết, nó làm trà cũng được luôn, mà em sẽ có làm là em sẽ bán trà Việt Quốc cũng có nữa. Dạ, em sẽ làm trên cái nền đó là trà hoặc là soda vẫn được. Rồi một mình em làm hết luôn hay là có người pha người bán? Không, cái này là một mình em làm á. Rồi sao em bán bánh tráng kịp? Dạ, bánh tráng thì chị hai phụ em. Đó thì nó rất là dễ chỗ đó. Thì em để trên cái ly này là em chưa có khởi điểm giá được. Thì khoảng chừng qua hết tháng này thì bắt đầu đầu tháng là em sẽ kê giá và kê menu lên luôn. Thì là ngày đầu tiên đó là ngày 1 tháng tháng 8 ở dưới, là ở dưới Trung Thu á, thì là bắt đầu là em phải có tất cả mấy cái món này. Là em dự tính là làm thêm mấy cái loại nước nữa, có nghĩa là dạ đây là loại nước này, nhưng mà có lợi tốt tất cả cái loại hương rồi. À, nhiều hương hơn, nhiều hương hơn nữa. Không phải là chỉ riêng Việt Quốc đâu, nó sẽ có chanh dây, kiwi, rồi bạc hà các thứ luôn. Nhưng mà em dự định là bán bao nhiêu? Cái bánh tráng là bao nhiêu rồi? Bánh tráng bánh tráng là 15. Nước thì em chưa có tình định giá ước giá được, tại vì mình chưa có biết là khi nó ra một cái ly, một cái bình này thì ra được bao nhiêu ly. Thì em đang ước tính nữa. Dạ đúng rồi, cho nên em thử nghiệm cho mọi người uống trước để mọi người có cảm thấy nó ngon hay không. Nhưng mà nếu một ly này 15.000 là có ít quá không? Dạ một ly này 15.000 thì nó quá rẻ luôn á, em nói thật luôn. Nếu như mọi người đi ở trên các như chẳng hạn như là những cái quán khác ở ngoài quận 1 thì mọi người uống một cái ly này nó chắc chắn thì nó sẽ ngon hay không đó. Mà mức giá một cái ly soda nó không phải rẻ, ví dụ chẳng hạn gần đây đi, em đã uống một cái ly soda tới 39.000 lần. Nếu mà có một lon, cái này là nửa lon phải ướp hơn một lon. Dạ cái này là nửa lon. Nửa lon, nhưng mà nếu mà bán không hết thì cũng như hết một lon. Đúng chính xác. Bán thì là chắc chắn là sẽ không hết một lon đâu, tại vì em chỉ bán ra một ly thôi. Đó thì mọi người sẽ ước tính là nó sẽ như thế nào. Thì cái em bán khi mà bán cái gì đó thì mọi người uống, nếu mà ngon thì dù cho nó mắc đi 1.000, 2.000 thì mọi người cũng uống. Em mong muốn là mọi người sẽ đến ủng hộ như vậy. Rồi nó mắc hơn 10.000 mọi người vẫn uống. Dạ mắc hơn 10.000 là hơi lố. rồi bây giờ em đang định giá lại. Dạ em đang định giá lại và em sẽ lên menu luôn. Có giống như đưa hồ bữa nay đưa giá này, ngày mai đưa giá khác. Dạ không nha. Bây giờ cho nên là hôm nay là có nghĩa là em làm một lần là ngày hôm nay. Dạ. Là em sẽ định giá trước rồi em mới cho mọi người cái giá. Giống như bánh tráng 15.000 là 15.000 luôn. Chứ em không phải là hôm nay nói hôm nay là chi dân rồi đó nha. Hôm nay chi dân, ngày mai là em chi viện luôn, là mất tiêu luôn đó. Chi dân mất chi viện đó. Thật sự luôn á. Thì cho anh là 55k là cái gì vậy? Được làm bartender không gì nữa. Đó anh uống một cái ly anh cũng biết là khi mình quậy lên nó cũng ngon nữa. Nó có cái gì ta? Nó có nãy quên cái này gọi là cái gì? Cái nhân thì nó gọi là cái gì? À, Việt Quốc. Không, ý là những cái nhân ở trong đây được gọi là cái nhân trong đây có nghĩa là cái một cái ly vậy, trái cây tươi. Trái cây tươi. Đó là hỗn hợp trái cây tươi. Thì đó là một vạn là cái trái Việt Quốc của mình nó dầm ra. Đúng rồi, cái trái Việt Quốc của mình dầm ra. Thì mọi người cũng đã biết cái món này nó quá quen thuộc với mọi người rồi. Ở trên tất cả các quán thì cũng đã có rồi. Nhưng mà riêng Cung Thi là Cung Thi muốn bán kèm theo để khi mà khách tới đây ăn á thì vẫn uống được những cái món này, hoặc là để có thể đem về cái này có take away luôn. Đó thì nó sẽ ngon hơn. Thì em không biết như thế nào, nhưng mà đối với riêng em làm cái ly này nó sẽ đặc biệt hơn những cái ly ở những cái quán khác. Em nói thật luôn, tại vì em là một người chuyên ra uống cà phê với lại uống tất cả các loại trà mà. Cho nên em khi mà em làm cái món này ra rồi em sẽ biết là mình ước định cái giá nó như thế nào. Và khi mà cái người uống của mình á thì nó sẽ nó có cái nó có gì đặc biệt hay không, mà quan trọng là tại vì nó nhiều hơn là ở ngoài bán rất là ít luôn, thật sự. Rồi hôm nay Sài Gòn Daily qua đây là em cũng hết hồn mà. Hôm nay là hơn là bán lại. Thì cho nên là sẵn là qua là hôm nay là món mới, là mà lúc nào món mới là Sài Gòn Daily mà có mặt là hay ha. Em không bao giờ gọi điện nha, chưa hề luôn nha. Là anh Thiện này gọi điện là lúc đó em đang ở siêu thị á. Không mà hay thật luôn á. Hay thật, cái lúc gọi qua thì không có đây, cái lúc gọi thì có. Không tin như hên xui đó. Cái này gọi là gì ta? Hủ duyên hay là thần giao cách cảm không biết. Rồi đó là có duyên với Sài Gòn Daily. Rồi bữa nay tình hình là bán sao mấy bữa nay? Trời, mấy bữa nay bán ghế lắm không anh ơi, bán ghế mà bán lỗ nữa. Thì cho nên là em nghĩ cũng mấy ngày nay rồi. Rồi hôm nay chị hai xuống bán lại. Đó, thật sự là mấy ngày nay lỗ rất là nhiều. Cho nên thật sự là em đến nỗi mà tìm, em đâu có còn đâu mà để bán tiếp.
đó, cho nên là phải quy chị hai nè, rồi phải hả mượn thêm để hả bán chứ để không là không có bán được, để sợ mất khách thì mọi người tới ăn á. Em dù em biết là mọi người tới ăn thật sự thì ăn mà cũng như là 5-6 người nhắn tin hỏi là có bán hay không, thì nếu mà không bán thì mình cũng ngại quá, thì giờ mình bán thì không ai mua, thì em cũng buồn gì đó đó chứ bộ. Em nghĩ mấy mọi ngày người có góp ý gì không? Góp ý gì là góp ý mà trong cái món nào, này cái món nào ngon, cái món nào nó không ngon, hay là mình thêm cái món gì vô nữa không? Không, có nghĩa là mọi người góp ý là không phải là góp ý gì hết, mà mọi người nói là ngon, nhưng mà trong cái thời gian này nè, Du Lan báo hiếu thì họ ăn chay rất là nhiều, ăn chay tới 1 tháng lận, cho nên là không có lại ăn bánh tráng của em nhiều được. Bạn ăn bánh tráng của em nhiều là bánh tráng ngọt, mà ăn chay vẫn được, nhưng mà ăn nhiều thì mình sẽ ngán. Ví dụ lâu lâu mình lại ăn thì được, còn nếu mà mình ăn liên tục như là hoài là không được. Không, đúng rồi, bán mấy cái nước nhiều khi mọi người tới uống nước cũng được. Dạ đúng rồi, nói chuyện chơi bạn bè. Chính xác, nhiều khi uống nước cũng được. Để cho mọi người khi mà đến ăn á thì mọi người uống nước vẫn được, mà mọi người không ăn thì mọi người uống nước vẫn cũng không sao. Đó là đỡ chỗ đó, cho nên là em ra mấy cái món này nè cũng nhờ được một chị. Đó thì sắp tới này em sẽ mở ra, khi mà em đầy đủ hết cái này rồi thì em sẽ là gửi lời cảm ơn tới chị nhiều. Đó, một chị này là chị giấu tên. Thì tới đó em sẽ tới ngày mà em chị giúp cho em cái gì? Chị dạ. Đó giúp cho em cái gì? Những cái buôn bán như thế này nè. Những cái syrup hay là những cái dụng cụ gì là đó. Chỉ cho em hay là sao? Dạ không, chị chỉ hỗ trợ cho em về là vốn để làm cái này thôi. Đó. Thật sự là cảm ơn chị rất nhiều, chứ không phải là chị giúp em một phần đó hay không, chị giúp em rất là nhiều. Đây là một người chị đối với em là từ hồi bữa tới giờ giúp em rất là nhiều rồi. Nhưng mà chị là đối với riêng em đi là cưng thi đi, giống như chị bây giờ là chị ruột vậy đó. Cho nên là cảm ơn chị rất là nhiều. Không, nói chung thì bây giờ cứ ráng bán thôi, nhưng mà có người giúp em cũng cảm ơn, cũng quý. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó cũng là một cái lời nhắc nhở cho em sau này mà em làm được, em có tiền hay là các thứ em bán giúp được cho những người khác. Đúng rồi, cũng phải giúp lại cho những người khác. Đó cho nên là cái điều mà chị làm với em là em rất là vui. Ừ. Okay. Đó là em không, nhưng mỗi lần em nói nói là cảm động mà, cho nên là không nói được. Em mà cảm ơn một ai đó dù cho nên là anh cười trước đó cho em đừng có rơi rưng rưng nè. Dạ, khi em cảm động quá em muốn khóc. Em hay bị cảm động lắm, tại vì sao cảm xúc của mình á, khi mà cái người nào làm cho mình giống như là họ tin tưởng mình, giống như là mình giúp đỡ mình quá nhiều á, mình không biết nói lời cảm ơn như thế nào. Chỉ mong là chị nhiều sức khỏe thôi. Chỉ mong là cho chị nhiều sức khỏe, và tới ngày mà bán này được thì em cũng sẽ nói người đó là ai, thì mọi người sẽ biết người chị luôn giúp đỡ em. Mỗi lần lại thấy có một cái món mới thì cũng vui á. Lạ, cũng lạ. Lạ vui vui. Dạ, đúng rồi. Trong cái khả năng của mình thì mình làm được cái gì cái mình cứ làm tiếp thôi. Thật sự là ngày xưa là cũng thi là phá chế bartender. Còn thực sự gì nó không kể luôn nha em, chuyện chưa kể. Từ từ mình kể hết. Chuyện chưa kể. Còn em còn làm cái nghề gì nữa không? Đạp xích lô rồi đó. Yeah. Thật sự là hôm nay là rất là vui luôn á, khi mà em mua những cái món này về để em thử nghiệm thì cho mọi người uống nó như thế nào, để giống như cảm giác hồi xưa nó ùa về mà mình nít mình bán đồ hàng á. Đúng rồi, giống như trò chơi bán đồ hàng vậy đó. Mình nghĩ đơn giản thôi chứ mình không có nghĩ gì sâu xa. Thật sự là hôm nay chị gieo duyên vậy là rất là vui luôn á. Sạc trong cái điện thoại quý trong đó có để hỏi pin đang live stream. Ở đây là mấy cái đồ khô em bán được hơn không? Ví dụ dạ. Là mấy cái bánh chén gì mà không cần phải chén, người ta lấy về á. Dạ, giống như là bánh tráng xì ke nè, phải không? Với dạ, cái gì rồi. Nữa? Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn sạch tế. Bữa giờ em đâu có lấy bánh tráng sạch tế đâu, cho nên là không có, tại vì bữa giờ ế quá không có lấy bánh tráng sạch tế được. Cho nên là bán bánh tráng xì ke đỡ. Mà cái đó bán cũng được hả? Dạ. Cái bánh tráng xì ke nói chung là bán cũng không phải là cũng được, mà bán bữa giờ nó cũng chậm, mà mấy ngày, 4-5 ngày nó mới hết. Mình lấy một lần rồi bây giờ gặp ế nữa. Giờ thịt ngày nào mình cũng hả đổ bỏ là không được, mình phải bà làm về xào ăn, tự ăn luôn. Thì chứ giờ mình cho ai cũng biết cho như thế nào. Đó cho nên là cũng bữa giờ là em cũng sụm nụ luôn, em đâu có muốn em bữa giờ em không có bán, em đợi cuối tháng luôn á, để coi như thế nào, tình hình như thế nào rồi em mới bán lại.
sau khi là em nhờ em được hỗ trợ chị kêu là bán thêm cái món gì đó thì bây giờ chị hỗ trợ thêm bán cái món này nữa. Thì thật sự là em rất là vui, thì em cũng nói chung là em mà có cái món gì thật sự mà lạ là bắt đầu em hăng hái lắm, em làm hăng hái lắm, là cái gì mà bán thêm là em hăng hái lắm. Thế nào em cảm luôn á, rồi nằm nhà không mà tùm lum chuyện hết, nhức đầu lắm. Cho nên đâu phải là mọi người muốn ra đây bán là nó sẽ dễ đâu, không phải dễ đâu, rất là khó. Khi mình ở trên cương vị là mình là một người đứng bán á thì mình mới biết là cái những người buôn bán họ sẽ như thế nào. Còn nếu như nói ở bản thân ở ngoài, những người ngoài á, họ nhìn vô họ nói tưởng mình là bán một ngày lời vậy lắm. Không có đâu ha. Một ngày là phải lời chi phí nè, là tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, chứ không phải là duyên mà bản thân để dành cho mình đâu. Cho nên là mọi người đừng nghĩ giống như là một bữa giờ có người nghĩ là Cương Thi là sẽ là nhờ Mạnh Thường Quân hay là nhờ những người đó sẽ cho tiền nhiều lắm hay là như thế nào. Nhưng mà mọi người phải nghĩ là cái số tiền đó Cương Thi phải sử dụng về mục đích gì. Mục đích là Cương Thi mua thêm những món mới, mua thêm những cái syrup, mua những đâu phải là mua vô siêu thị cái lấy ra liền là ai cho. Đúng không? Em thật sự là em hỏi, em nói đúng không? Rồi tiền nè, tiền nhà, tiền cửa. Rồi tất nhiên là Cương Thi bây giờ nhận được những cái số tiền từ Mạnh Thường Quân đó thì Cương Thi cũng phải đóng cho những cái chủ nhà hay là những cái chi phí hàng ngày của Cương Thi nữa. Thì nếu mà mọi người nói Cương Thi giàu là không phải. Thật sự là trên có người nhiều người comment cho nó là Cương Thi dạo này là có Mạnh Thường Quân rồi. Thực tế là nếu mọi người xem cái số tài khoản của Cương Thi hiện tại bây giờ mọi người mới hiểu là như thế nào. Chứ đâu phải là Cương Thi là dùng cái số tiền mà Mạnh Thường Quân cho, mà không phải là cho một ít, chứ phải là cho tới mấy tỷ đâu. Mà nếu như nói Cương Thi là cái kiểu là Cương Thi có tiền quá. Cương Thi thật sự không có tiền đâu. Đồ Cương Thi bận bây giờ là của Mạnh Thường Quân cho nữa, chứ Cương Thi không có mua nữa. Cho nên là mọi thấy đồ đẹp quá. Đúng rồi đó. Đây là đồ người nước ngoài gửi về. Bên là cô Tina gửi cho em, là em lấy bận đó. Thì mọi người cứ nghĩ như vậy, chứ không phải là thực tế là phải là nhìn vô là một cái con người mà đánh giá đâu. Thật sự là có nhiều người kêu em là bận đồ đi chơi cho nó đẹp xíu thì để cho người ta khi dễ, nhưng mà đối với em nói như nè, thôi không sao hết, bình thường hết, mình bận cảm thấy mình thích là được rồi. Em nói thật luôn, bận đồ đẹp quá thì nó nói mình có tiền, còn bận đồ mà nghèo quá bình thường thì nó nói mình tầm thường quá. Thì tại sao mà có tiền Mạnh Thường Quân mà tại sao không bận đồ đẹp? Rồi tại sao mà mình bận đồ đẹp thì toàn là tiền của Mạnh Thường Quân, rồi cuối cùng cái gì cũng vô đó. Thì mọi người cứ nghĩ nếu mà nói như vậy á, thì đối với Cương Thi đi, Cương Thi lấy số tiền nó không phải là Cương Thi về bản thân Cương Thi đâu, còn nhà, còn cửa, còn nhà, còn cửa, còn mẹ, ba mẹ mình, chị, anh, chị em trong nhà, chứ phải chỉ riêng bản thân Cương Thi. Cho nên mọi người phải hiểu điều đó. Đến hiện tại bây giờ là Cương Thi định nghỉ mấy ngày nè, định nghỉ 10 ngày vì lý do Cương Thi không có tiền để mua những cái món đồ tiếp theo. Thật sự luôn, nói gian chết liền. Lý do mình đã quá lỗ. Nhưng mà anh nghỉ 10 ngày vậy rồi mất khách sao? Tại đối với riêng bản thân của em nghỉ 10 ngày vậy á, em còn suy nghĩ trong 10 ngày nè, trong 10 ngày sắp tới nè, nếu mà Cương Thi có tiền thì Cương Thi sẽ làm tiếp, còn mà Cương Thi không có tiền thì Cương Thi sẽ không làm tiếp. Tại vì bánh nhắn Cương Thi nó không có lời nhiều. Nếu mà mọi người ăn 100 cái bánh thì Cương Thi còn lời trong đó khoảng chừng 500. 100 cái bánh thì Cương Thi có thể lời là 500 ngàn. Còn nhưng mà mọi người không ăn một ngày đi, mọi người chỉ ăn được có 30 cái, 40 cái thì còn bao nhiêu số còn lại thì ai ăn? Có phải là Cương Thi ăn không? Cho nên là Cương Thi là ăn hết những cái đó mà trong vòng 4-5 ngày nay. Thì mình nghĩ đi, cái số tiền mình dâng lên khi mình đi chợ là bao nhiêu tiền? Rồi nếu mà em nghỉ 10 ngày đó rồi em sẽ bán lại hay là em sẽ làm cái khác? Có nghĩa là 10 ngày đó nếu em sẽ em bán tính... lại. Em có suy nghĩ là trong đầu em sẽ 10 ngày nếu mà em có tiền thì em sẽ bán lại. Nhưng mà có tiền bằng cách nào? Thì bây giờ em đang suy nghĩ là em làm sao có tiền bằng cái cách đó để em quay lại em bán. Là em còn chưa suy nghĩ là em sẽ làm được cái cách gì luôn. Chứ nếu mà em làm cái chuyện khác hoặc là công việc khác thì em cũng sẽ không theo được cái này. Đúng, chính xác. Có nghĩa là em làm cái việc khác, em trong đầu em có xin là em sẽ đi múa buổi trưa để em là kiếm em tiền. Thật sự là trong cái thời gian này là mình cũng khó khăn, tại vì cái mùa dịch kẹp thêm cái mùa du lan. Tại du lan báo hiếu là mình phải người ta rất là nhiều người ăn chay. Cho nên mình cũng cái doanh thu của mình sẽ bị tụt xuống. Em biết là sau cái clip này sẽ có nhiều người nói là ai cũng như nhau hết. Trong cái thời gian này ai buôn bán cũng như nhau hết, nhưng mà buôn bán cũng như nhau nó phải như thế này, là mình phải có nền tảng. Ví dụ như là trong cái thời gian này đi,
Cương Thi biết là Cương Thi sẽ cũng giống như anh chị đang buôn bán hiện giờ. Nhưng mà đối với Cương Thi là Cương Thi không phải như là những anh chị đó. Tại vì Cương Thi không có một cái gì đó gọi là có cái số vốn ở trong người hết. Thì Cương Thi làm sao mà Cương Thi trụ được cho đến hết một cái tháng đó. Thì như mọi người khác, mọi người có thể trụ được nhưng mà Cương Thi trụ không được. Cái này là Cương Thi nói luôn là Cương Thi trụ không được. Tại nếu mà trụ á thì một ngày là bao nhiêu tiền? Trong vòng một ngày là bao nhiêu tiền? Cho nên hôm nay là phải chạy ra bán tiếp, phải mượn tiền thêm để chạy ra bán. Thì cái điều đó là mọi người phải hiểu là tại sao mình cố gắng để ra bán. Ra bán để cho mọi người thấy là Cương Thi không phải là gì, vì trong gì mà lên tiếng là 10 ngày, nhà trong 10 ngày đó nghỉ, mà Cương Thi sẽ nghỉ trong 10 ngày đó thiệt. Mà Cương Thi cũng sẽ cố gắng làm sao mà trong cái 10 ngày đó có cái số tiền để ra để bán tiếp. Đó là như vậy. Đó chứ không phải là nghe qua cái lời nói là 10 ngày là Cương Thi không 10 ngày được đâu. Thiệt ra đây đứng nhớ cái bánh tráng lắm chứ bộ. Mình tạo ra nó là mình đứng đây một ngày mình không có ở chỗ bán, mình rất là buồn. Chứ không phải là không buồn đâu, thật sự. Mình không bán một ngày mình buồn lắm, thấy mấy chị em mình bán nhưng mình không bán mình cũng buồn lắm. Rồi thôi bây giờ cũng không biết sao, chúc em buôn bán bán đắt, cố gắng vượt qua. Bây giờ cuối buổi trò chuyện em hát tặng cái giảng bài đi. Trời hát tặng. Hát nữa hả? Hát đoạn say tình ha. Uống soda để hát say tình được không? Tâm trạng của em ok. Nhất mai nhìn chén chua cay này, liêu biêu như gã su cá buồn, lan than bướn với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Đó, một câu nói thôi là được rồi. Thường thường những người buồn thì người ta thường là hay nhậu thì say người ta mới nói ra những cái gì mà người ta mong muốn nhất. Còn đối với Cương Thi là ít khi nào lắm, lâu lâu thôi. Rồi ok đó. Để mọi người xem clip này sẽ hiểu em nhiều hơn. Dạ. Em cảm ơn anh Sài Gòn Daily nè, anh Thiện nè đã đến đây và quay những lời nói mà Cương Thi chia sẻ. Thật sự là Cương Thi cũng muốn chia sẻ từ hôm bữa với giờ rất là nhiều, mà bữa giờ trong thời gian là không có thời gian để chia sẻ. Thì cho nên là sẵn hôm nay là lên trên Sài Gòn có Daily thì Cương Thi cũng nói luôn là những cái mong muốn của Cương Thi sắp tới, không phải là chỉ riêng là bánh tráng nướng Cương Thi là sẽ phục vụ cho mọi người là chỉ là bánh tráng không. Thì nếu mà Cương Thi có được nhiều hơn nữa số vốn nữa thì Cương Thi sẽ làm còn hơn như vậy nữa. Thật sự Cương Thi có rất là nhiều tài. Sắp tới đây thì Cương Thi sẽ ngày 1 tháng 8 ở dưới là Cương Thi sẽ cho ra những cái món như là nước, soda. Thì soda các loại hương thì mà Cương Thi sẽ biểu diễn cho mọi người xem là Cương Thi làm bartender như thế nào. Đó, để mọi người sẽ hiểu là Cương Thi không phải là ở phương diện là Cương Thi bán bánh tráng nướng không đâu, mà Cương Thi là sẽ là một bartender nữa. Đó, chị cho mọi người xem là Cương Thi sẽ chỗ tài mình làm nước như thế nào. Khi mọi người khi bắt đầu tới quán Cương Thi để uống thì mọi người sẽ thưởng thức soda của Cương Thi. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem kênh của anh Sài Gòn Daily. Đó, và đã xem Cương Thi qua kênh Sucker của Sài Gòn Daily và anh Thiện hôm nay đã đến đây. Em cảm ơn rất là nhiều. Bye bye mọi người ạ. Rồi, cảm ơn em.